dạt dào nhớ hôm nào tôi miền trung chuyến xe đêm anh gặp em, môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ chân. Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần. Môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Khi chân đến quê em nắng ban mai, hồn nhẹ lên khóm hoa tươi. Thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối, vẫn biết vun bên nhau sẽ cười buồn một ngày. Và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rót vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm im đó. Sao anh nỡ đánh quên bao lời tha thiết êm đềm? Sao anh nỡ đánh quên cho lòng này đau xót thêm? Sao em nỡ đánh quên lúc đi về ai đưa đón? Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong. Thời gian không làm sao xóa bao lần tay siết trong tay. Nói gì đây hỡi em? Sao nỡ đành quên? Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Kính thưa quý vị, một cặp song ca rất xứng đôi phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho cặp đôi của chúng ta. Kính thưa quý vị, thực sự đây là một cặp song ca rất là đẹp đôi, đẹp cả thanh và cả sắc nữa ạ. Nhìn hai bạn tôi có bảo tưởng tượng như là đây là một cặp đôi đi thi, cặp đôi thanh lịch. Trước tiên xin mời hai bạn sẽ cùng giới thiệu về bản thân của mình. Và lời đầu tiên thì cho phép em và anh Bảo Nam thì được gửi lời cảm ơn tới ban nhạc đã hỗ trợ hai anh em thi tốt phần thi này. Và em xin được gửi lời chào tới bốn vị ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả ở đây ạ. Đứng trên sân khấu này, hai anh em với tinh thần là đi thi là cũng rất là thoải mái. Và được bắt cặp với nhau thì hai anh em cũng cố gắng thi hết sức của mình. Khi mà được tin Bảo Nam bắt cặp cùng với Sai Lý thì thôi hai anh em nói với nhau bằng rằng là cứ cùng nhau thi thật tốt phần thi của mình. Còn nếu mà được vào sâu nữa thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc phần thi ấn xử của mình. Đúng là giai Bắc em ạ.
Dài dạ, bác đã nói rồi. Chuyện rất là uyển chuyển à. Hát hay mà nói còn hay hơn nữa. Bảo Nam, cách đây là khoảng 6 năm em hả? 6 năm lúc đó là Bảo Nam là gặp Quang Lê ở một phòng trà, chỉ là vì là say mê ca hát và mê dòng nhạc của anh Quang Lê, mới đi vào Đồng Dao xin làm bưng nước để có cơ hội được gặp thần tượng mà thôi. Vừa đi làm rồi một khi là đi bán kẹo kéo nữa. Quang Lê vừa tập nhạc xong ở phòng trà thì lúc đó mới nói là em rất là muốn đi hát, em rất là thần tượng anh Quang Lê. Thì lúc đó Quang Lê thấy là mặt mày cũng sáng sủa. Thì lúc đó Quang Lê cũng đang trên đường đi thu băng. Quang Lê em tạt vô cái vòng thu, em hát cho anh nghe rồi anh sẽ cho em một nhận xét. Cho chị đoán cái này được không? Bảo Nam, có nghĩa là cái ngày đó em gặp anh Quang Lê, em thần tượng anh Quang Lê. Anh Quang Lê dẫn em vào phòng thâu, em thâu thử xong sau đó anh Quang Lê chê. Không phải là chê. Và từ đó em đã không thần tượng Quang Lê nữa. Và em đã thần tượng một người ca sĩ khác, nhưng chị không biết là ai. Nhưng sau đó hôm nay giọng hát của em có rất là nhiều cái âm sắc giống anh Quốc Đại. Cái đó là tự chị Tuyết nói nha. Cho nên chị khẳng định rằng em đã không còn thần tượng Quang Lê nữa. Không. Một khi đã thương một người rồi thì dù thời gian bao nhiêu lâu thì vẫn thương, đúng không? Thương là thương giọng hát chứ có thương gì con người chi, đúng không? Bao nhiêu năm là Bảo Nam chỉ được mơ ước xuất hiện trong chương trình Hát Trên Quê Hương. Trời đất. Và dù em có đi tiếp sâu hay em có vào đội anh hay không thì anh sẽ hứa là anh sẽ cho em vào Hát Trên Quê Hương của Quang Lê. Đó, một thấy lần. Chưa? Và đó là con xác nhận mà nãy giờ có nghĩa là vì Bảo em hát Nam quá chờ hay, đợi nhất. Bây giờ em đã tiến bộ và sáng sủa, còn Sa Lý thì cũng vẫn dễ thương và chú thì chúc con sẽ cố gắng hơn nữa nha. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn huấn luyện viên Quang Lê rất là nhiều. Và câu hỏi vừa rồi, một câu hỏi huấn luyện viên Minh Tuyết chị vẫn chưa trả lời được. Tại sao vậy chị? Thường á, lắng nghe những cái khúc bolero chị rất là chờ đợi, ít nhất là phải qua nửa bài, nhưng mà trong cái phần trình diễn này thì chị bấm rất là nhanh. Giành giật bolero nó cũng hơi khó lắm em, cho nên mình phải bấm trước. Nhưng mà bấm rồi thì mới biết rằng là một người thì là thần tượng Quang Lê, một người là học trò của Cẩm Ly, thì chị nghĩ cái nút bấm của chị chỉ là hương hoa thôi ngày hôm nay. Cho nên chị cũng chúc mừng hai em rất là nhiều, nhất là chị chúc mừng cho Bảo Nam. Theo như những gì Quang Lê kể thôi nãy giờ thì em đã vượt qua quá nhiều chặng đường, quá nhiều cái sự gian nan trong cuộc sống để mà ngày hôm nay có một cái thay đổi ngoạn mục như thế này. Sa Lý, cái cách phát âm của em ra nó còn dân vùng miền nhiều quá, nó hơi cứng, em hiểu không? Nên em phải trau dồi thêm một tí xíu, nhưng em rất là xinh đẹp, chất giọng cũng sáng. Còn riêng về Bảo Nam, chị thích em, chị chịu em. Dạ, mặc dù em sẽ khó thuộc về chị nha, nhưng mà hồi nãy chị nhận xét cái giọng em á, cái âm sắc em có giống anh Quốc Đại. Ở mỗi lần lên cao chị nghe chị giật mình cho nó giống Quốc Đại quá, Quốc Đại nha. Thì chị nghĩ rằng là chị khẳng định thêm lần nữa là em đã hết thần tượng Quang Lê. Và đó là tình cảm của huấn luyện viên Minh Tuyết gửi tặng cho hai thí sinh của chúng ta trên sân khấu. Và nãy giờ thì có bạn thấy là đội của huấn luyện viên Quốc Đại và chị Tư Cẩm Ly cũng muốn chia sẻ rất là nhiều với cặp đôi của chúng ta, phải không ạ? Tại sao là anh và chị Ly bấm trễ hơn Tuyết? Bởi vì khi mà bắt đầu là nghe hát thì anh đã biết là Nam. Bởi vì anh đã từng tham gia chung một show của em, nên anh sẽ khó hơn. Và hôm nay thật sự là cái lực em làm nó cũng chưa bằng cái lực em có, nhưng mà đủ rồi, nhiêu đó cũng đủ cho em bước tiếp, em và Sally bước tiếp. Anh chỉ chia sẻ vậy thôi. Còn khi mà vô trong nữa mới giật, mới giành thì thôi giấu lại, không nói nữa. Chiến thuật quen thuộc của đội Quốc Đại và huấn luyện viên Cẩm Ly, giấu lại và vòng sau các cơ hội nói tiếp. Và một lần nữa thì xin chúc mừng cặp đôi rất đẹp của chúng ta đã nhận được hoàn toàn tối đa 3 sự lựa chọn của chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn 4 huấn luyện viên ạ. Và tiếp theo sau đây, xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng đến với một màn đêm tĩnh mịch, mơ hồ và huyền ảo. Một không gian của thí sinh Thúy Anh, một trong những thí sinh xuất sắc nhất của đội huấn luyện viên Minh Tuyết. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Quân.
mang vào đó chính là cái thần, cái cá tính và cái chất âm nhạc của Thúy Anh. Quá tuyệt vời và cực kỳ cuốn hút. Một lần nữa xin được cảm ơn những vũ công rất nhiều. Xin được cảm ơn các bạn. Thực sự Thúy Anh đã mang đến một nguồn năng lượng rất là lạ, rất là riêng, rất là Thúy Anh đến cho tất cả quý vị khán giả trong những giây phút vừa qua trên sân khấu. Và có bảo thấy anh Quốc Đại cũng như là chị Cẩm Ly nãy giờ theo dõi rất là kỹ cái tiết mục này và có rất nhiều cảm xúc bên trong, phải không ạ? À? Đầu tiên thì em xin mời anh Quốc Đại ạ. À. Thúy Anh là một thí sinh của đội Minh Tuyết mà Quốc Đại luôn chờ đợi. Và hôm nay em hoàn toàn không hề phụ cái lòng chờ đợi đó. Hoàn toàn em rất tốt, cháy hết mình về cách hát, cách xử lý ca khúc, rồi cách diễn những cái lả lơi trong lời hát. Mọi cái đều rất là tuyệt vời. Chúc mừng Thúy Anh đã có một phần trình diễn rất là xuất sắc. Quá ấn tượng. Và đúng rồi chị Tư, em thấy là anh Đại bắt đầu tỉnh, là bên kia anh Quang Lê cũng tỉnh luôn rồi. À, xin mời huấn luyện viên Quang Lê, với những cảm xúc vừa rồi ngay trên sân khấu à, anh cảm thấy Thúy Anh hôm nay như thế nào anh? Thật ra hôm nay Quang Lê cũng rất là bất ngờ khi mà nghe Thúy Anh hát cái thể loại mà trước đây Quang Lê chưa được nghe. Và hôm nay em làm cho tôi rất là ấn tượng và rất tự hào có một người học trò quá giỏi như Thúy Anh. Xin cảm ơn những nhận xét đến từ huấn luyện viên Quang Lê. Và ngay bây giờ thì Quốc Bảo nghĩ cái người mà sướng nhất, đã nhất với cái tiết mục này đó chính là huấn luyện viên Minh Tuyết. Chị ơi, hôm nay chị thấy Thúy Anh ra sao ạ? Thật sự là tim chị nó vẫn còn đang đập rất mạnh. Tay chị nó đỏ hết nè. Không biết là Thúy Anh có nhìn thấy chị hay không, nhưng mà chị giống như chị đang hát với em, đang song ca với em vậy đó. Và nói thật một điều là chị nói đây mà tim chị vẫn còn đập. Em không phụ lòng mong đợi của chị Tuyết và tim Minh Tuyết. Chúc mừng Thúy Anh. Và thật sự với những gì cô gái nhỏ của chúng ta vừa thể hiện ngay trên sân khấu thì chắc chắn em ơi, em đã thể hiện được bản lĩnh của mình, thể hiện được cái chất của mình rất là nhiều trong vòng thi Phong Cách ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng Thúy Anh đã quá thành công với phần trình diễn vừa rồi. Người ấy thường hay ngắm
sáng tác của Song Ngọc, thơ TTKH, ca khúc Nếu biết tôi lấy chồng. Bây giờ mình xem ban nhạc chấm bao nhiêu điểm cho My Nguyễn nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của My Nguyễn là 65 điểm. My Nguyễn đang đứng ở vị trí thứ 3. Bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ của ban nhạc nhé. Khanh xin mời anh Quang Trung. Em thì là có cái sở hữu một cái giọng hát rất là mạnh, rất là nội lực. Nhưng em cái phần đầu em vô mạnh quá làm anh giật mình luôn á. Nên em nên tiết chế lại. Với cái dòng nhạc như vậy đó, mình phải tình cảm, phải dạt vào, phải nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn Quang Trung ạ. Bây giờ chúng ta nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho My Nguyễn ạ. My hát hơi bị gằn giọng và nó nặng nề, nên thả lỏng cho nó nhẹ nhàng hơn một tí bạn nhé. Cái loại nhạc này đó thì nó cần cái mượt mà, nó cần cái uyển chuyển, nhưng mà nó không cần cái lê thê. Bạn kéo cái nó hơi giãn quá. Và cái điệp khúc thì bạn bị hỏng ở cái ba cái nốt cuối đó. Thế thành ra phải rất là thận trọng. Xin cảm ơn em nhiều. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho My Nguyễn thưa quý vị. Hy vọng là còn một vòng thử thách nữa thì My sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng giành được con người từ phía ban giám khảo. Và mọi người hãy đón xem nhé. Cần em cất bước ra đi mới biết em không về, yêu chi để rồi phải xa lạ. Đâu cần em vai hứa em yêu anh, chết sẽ khi không có anh, rồi thất hứa khi không làm được. Hãy im lặng em nhé, vì kể từ giờ anh sẽ không tin vào ai, kể cả anh đây cũng chẳng thể tình ai. Vì đã có lần đầu qua anh đã tự hứa anh sẽ không yêu một ai, nhưng đã thật hứa để được yêu em mãi. Sự thật đã cho anh biết rằng em không phải người em tìm kiếm lâu nay, nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm. Sao biết yêu nhau không thành, chia tay lại điều để dây vây. Và đó là Huỳnh Ngọc Hậu. Bây giờ sẽ là số điểm của ban nhạc dành cho Huỳnh Ngọc Hậu. 1, 2, 3.
Tổng số điểm của Huỳnh Ngọc Hậu là 68 điểm. Hiện tại Huỳnh Ngọc Hậu đang đứng ở vị trí thứ 7. Bây giờ hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Minh Khôi ạ. Hậu ơi, em bị mắc một cái lỗi nặng nhất trong bài này. Em thấy là em bị sai cái bố cục của bài, là không có cái đoạn dạo ở dạo ở giữa đâu. Em phải hát liền một cái điệp khúc liền luôn mà em lại dừng lại, làm cho anh em ban nhạc cũng rất là bối rối khi mà theo em. Cho nên là anh thấy cái lỗi đó là khá nặng, nên anh gửi em điểm 6. Dạ, đó là chia sẻ của anh Khôi ạ. Thế còn Sinh thì sao ạ? Đã cho anh 9 điểm. Anh thì lại có suy nghĩ khác với anh Khôi. Anh thấy em hát khá là có cảm xúc. Đúng như anh Khôi nói là nó có chệch chọt ở cái bố cục và cái phần đầu lúc em vô á. Nó chưa có chuẩn cái cao độ, nó bị chinh phô nhẹ. Nhưng mà theo anh nghĩ là anh rất thích bài của em. Dạ. Cảm ơn Trung Sinh ạ. Thế còn anh Nguyễn Hà thì sao? Anh có đồng tình với hai đánh giá vừa rồi không ạ? Theo anh thì vào đến vòng thi này á, thì chúng ta thấy là anh em ban nhạc nói nhiều về cái cảm xúc. Thì Ngọc Hậu là một giọng hát mà khi hát lên á, thì mang lại cho người nghe có nhiều cảm xúc. Đó. Thế thì nếu như mà Khôi mà căn cứ theo những cái gọi là kỹ thuật á, thì có lẽ lúc đó do Ngọc Hậu cảm theo cái bài hát, cảm theo cái lời hát của mình hạ cảm xúc, cho nên là hôm nay em cũng đã chinh phục được, ví dụ như là anh Sinh, anh cảm nhận được cảm xúc của em. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của nhạc trưởng Nguyễn Hà. Bây giờ sẽ đến những chia sẻ của ban giám khảo. Bài này thật ra là anh nhìn cái gương mặt của em có vẻ là cũng có gì lo âu, vì hát bữa nay không có tốt bằng mấy cái tập trước. Tại vì bình thường là giọng cậu này rất là điềm tĩnh. Bởi vì cái bài này nó toàn là những cái nốt một móc mà nó đi liền á, nó không có cái chỗ để mà thở. Nhiều quá. Thế thành ra có những cái lúc mà thấy là em lấy hơi nhưng mà không đủ cái hơi cho cái nguyên cái đoạn dài sau, thành nó bị hụt hơi thì nó cộng thêm những cái lặt vặt nữa làm mình mất tập trung. Cảm ơn em rất nhiều. Chị cũng đồng ý với nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay lớn nữa dành cho Ngọc Hậu. Lát nữa đây chúng ta sẽ còn gặp lại Ngọc Hậu. Bạc Liêu.
đó là Thùy Linh. Xin chúc mừng Thùy Linh với phần dự thi vừa rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xoay lại để xem các thành viên trong ban nhạc cho Thùy Linh bao nhiêu điểm nhé. Xin mời. 1, 2, 3. Số điểm là... Wow. Đầu tiên Khánh xin mời nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Bạn đã thể hiện bài này rất là tốt. Thủy rất thích cái giọng hát của bạn. Nó truyền cảm, nó rất là đầm thắm. Mình rất thích. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy ạ. Và ngày hôm nay Thùy Linh lựa một chiếc áo dài cũng rất là đẹp. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của tất cả các thành viên khác trong ban nhạc dành cho bài dự thi vừa rồi của bạn. Không biết anh Hoàng Bách như thế nào ạ? Cái bản phối này của anh Khang làm nó rất là hay nhưng cực kỳ khó hát. Bởi vì nó có những phân nhịp khác nhau, nó có những trường đoạn khác nhau. Một cái người phải thực sự cảm được với nhạc, cảm được những người đang chơi nhạc ở đây thì mới hát được như em. Đúng ra anh đã chuẩn bị điểm 9 cho em rồi, nhưng mà anh nghĩ là điểm 8 sẽ tốt hơn cho em. Em chưa thả lỏng, em vẫn còn hơi rụt rè với bài hát này. Lần sau hát á, em hãy bỏ qua cái sự rụt rè của mình đi. Em thả lỏng hơn, em tung bay hơn, em sẽ được điểm 9 của anh. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Thùy Linh ơi, bây giờ đến thời điểm này rồi thì các bạn thí sinh và các thành viên trong ban nhạc có thể được xem gọi là một gia đình nhỏ rồi. Tất cả những lời nhận xét của ban nhạc lúc này là một đóng góp để cho các bạn thí sinh tốt hơn thôi nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của ban nhạc dành cho bạn là... Xin mời! 69 điểm và thứ hạng của Thùy Linh là đứng vị trí thứ hai. Xin chúc mừng Thùy Linh! Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe anh Dương Triệu Vũ chia sẻ. Anh sẽ đánh giá theo cái nhìn của một người khách quan thì anh thấy em hát bài này rất là tốt. Chỉ có một vài đoạn anh cảm thấy là em có cái sự ngập ngừng và anh thấy nó cũng dễ thương mà cũng hơi buồn cười tí xíu. Tức là cái câu mà Bạc Liêu mến yêu á, thì đáng lẽ em Bạc Liêu mến yêu, xong em Bạc Hờ Liêu mến yêu thì anh thêm cái chữ hờ vô nữa. Thì cái đó anh thấy nó làm cho cái câu đó nó bị mất cái ý nghĩa. Nhưng mà ngoài ra thì anh thấy đây là một tiết mục rất là trọn vẹn. Và ban nhạc đã cho điểm đúng chứ không phải sai. Có thể là mọi người một cái cảm nhận khác nhau. Cảm ơn em. Anh xin phép được mời cô Phương Dung. Em là người đại diện cho dây đàn. Ban nhạc là cây đàn. Đàn có dây mới rung lên thành nhà. Dây xa vắng đàn, em ngân nga với ai? Hay quá cô ơi. Ban nhạc và người hát ăn khớp với nhau. Ngoài hai cái tuyến tuyệt vời, cô Phương Dung không có gì nói với Linh hết. Cái tên cũng đã đẹp rồi. Và cái giọng hát em phải mạnh dạn lên. Tự vì trong nghệ thuật ca hát nó có bốn chữ: duyên phận và nghiệp dĩ, em đều có hết. Cảm ơn em. Dạ, một lần nữa cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và xin chúc mừng Thùy Linh. Đối với em á, từ trước giờ thì em chưa có học qua trường lớp bên thanh nhạc gì cả. Em hát bằng cảm xúc của em. Em cảm thấy mọi người cũng thích. Em cảm ơn ban nhạc, ban giám khảo đã cho em những lời nhận xét góp ý rất là tuyệt vời. Em sẽ cố gắng hơn. Giọng hát của bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nha. Xin lại. Wow. Khánh xin mời anh Minh Kha. Cái bài này anh Đức nói lẽ anh cho em điểm 10. Nhưng anh cũng mong chờ cái đoạn sau em phải bực lên nữa. Em vẫn còn giữ một khoảng cách rất là an toàn cho cái giọng của em. Cảm ơn những chia sẻ anh Minh Kha. Bây giờ Khánh xin hỏi anh Thanh Tân. Chúc mừng em hoàn thành cái ca khúc này. Coi như em khoác một cái áo mới vô cái ca khúc này, tại nhiều người hát quá. Em xử lý rất là ngọt ngào, từ đoạn A tới B em biết lấy hơi dồn, hơi là nén, rồi đoạn lên tông em cũng hoàn hảo luôn. Nhưng mà anh đồng ý với anh Kha là cái lúc mà lên tông đó là em phải bay luôn, em phải thoát ra ngoài luôn. Phải điên loạn cho đó tí xíu nữa. Ý các ảnh là các đoạn... Thanh thang mây khó... Được luôn. Đi luôn, nhưng mà có một cái điểm cộng là cái đoạn khó nhất hát với lại piano á. Hoàn toàn anh Khoa ảnh xong có đệm giữ nhịp cho em. Em phải tự lấy nhịp. Mà khi ca sĩ mà đứng trên sân khấu mà sẽ tự lấy nhịp cho đó, lúc nào sẽ bị một cái trường hợp đó là hát rất là cứng nhắc, nhưng mà em hát trôi nhịp và em không chệch nhịp một chút nào. Đó là điệp rất hay. Còn đoạn kia thì thôi có một tí xíu chệch này thì đó cũng là bài học của em nha. Ta hãy cùng xem tổng số điểm của Trúc Lai. 74 điểm và thứ hạng hiện tại của Trúc Lai là bạn đang đồng hạng 2 cùng với Khắc Minh, cô Phương Dung. Tiếng hát này có làm cô đã chưa ạ? Cô phải khen em một điều là em hát quá hay.
Với cô, em là số 1. Wow. Anh thấy cái gương mặt này từ ở trong bước ra là anh thấy nó tinh khôi rồi. Rồi sau đó một cái giọng hát nhẹ nhàng, thánh thoát, như là pha lê rót vô trong lòng. Thật ra anh thấy là cái phần trình diễn của cổ đối với anh là tuyệt vời. Nhưng mấy anh nói cũng đúng, phút sau mình phải đẩy lên thì em chắc chắn sẽ được 10 điểm hết trên đó. Mình mong là nếu mình sẽ được vào sâu hơn thì mình sẽ lúc nào cũng nỗ lực và đầy nhiệt huyết. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều và một lần nữa cảm ơn phần dự thi của Trúc Lai. Có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hãy còn xanh, tóc nàng hãy còn xanh. Tôi là người chiến binh xa gia đình kháng chiến, tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu. Ngày hợp hôn tôi mặc đồ hành quân, buôn đồng quê bên đôi giày chiến sĩ. Tôi mới từ xa nơi đơn vị về, tôi mới từ xa nơi đơn vị về. Nàng cười vui bên anh chồng thì khơi, hơi loạn ly có ai cần nào cưới. Cưới vừa xong là tôi đi, cưới vừa xong chốn xa xôi nhớ về ai ngại, lấy trong chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không về. Người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi, nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi, nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi.
gặp nàng mà ngồi bên bộ vàng chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình hương. Nhớ xưa em hiền hòa, áo anh em viền tà, nhớ người yêu màu tím, nhớ người yêu màu xin. Giờ phút lìa đời chẳng được nói một lời, chẳng được ngó mặt người. Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi, nàng có đôi người em, nhưng em thơ sẽ lớn, tóc nàng hay còn sáng, tóc nàng hãy còn sáng. Ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường Đông Bắc, ba người anh được tin, người em gái thương đau và tin giữ đi mau, và tình cười đi sâu. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đồi sim, những đồi sim, đồi tiên hoa sim tim cả chiều hoang biển biệt. Rồi mùa thu trên những dòng sông, những dòng sông, những dòng sông, làn gió thu sáng gió dần dần trên mồ vàng. Chiều hành quân qua những đồi sim, những đoàn quân, những đoàn quân, và tiếng quân ca có lời nào ru ơi ơi. Sớm mẹ già chưa câu, những đôi sim, những đôi sim, đôi tim hoa sim, đôi tim hoa sim, đôi tim hoa sim. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, nhạc Phạm Duy thơ Hữu Loan, với sự trình bày của Đăng Nguyên và Vũ Đoàn Phương Việt. Nếu như ai là người đứng gần Đăng Nguyên ngay lúc này sẽ thấy Đăng Nguyên đang rất cảm xúc. Khánh xin mời ban giám khảo hãy dành những lời nhận xét cho phần thi này ạ. Giọng hát của Nguyên trong bài này làm cô rất cảm động. Hôm nay cô nhìn thấy Đăng Nguyên diễn xuất với một cái sự dàn dựng công phu này và cái sự kết hợp của ban nhạc, cái phần hòa âm quá hay. Chúc mừng cho Đăng Nguyên, quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Hôm nay cái mà làm Vũ bất ngờ nhất là cái sự diễn xuất của Đăng Nguyên. Đăng Nguyên hiểu tâm lý của nhân vật của mình ở từng giai đoạn và diễn theo đúng y như vậy. Và bài hát thì quá tuyệt vời. Nói chung là đây là một cái tiết mục vừa xưa, vừa mới, vừa diễn xuất hay, vừa hát hay, vừa dàn dựng hay, ở trên một cái sân khấu tất cả hòa quyện lại. Đây mới chính là ban nhạc quyền năng.
Yeah. Woo. Chúng ta hãy cùng nghe những nhận xét của ban nhạc dành cho Đăng Nguyên nhé. Khanh mời anh Bách ạ. Ôi Bách, đây tổng hòa là một cái phần trình diễn tuyệt vời nhất trong cả hai mùa ban nhạc Quyền Năng. Quá tuyệt vời, cảm ơn em. Phần trình diễn này thì em đã gạt bỏ được cái sự căng thẳng ở bài trước. Và em trở lại đúng là em, cái giọng hát của em đã không phụ lòng mọi người. Một lần nữa cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Trước khi... Trời ơi Ca Ư ơi, mỗi lần hát hay quá, cứ nhói tim kiểu này sao mà vết thương cuối cùng được nè. Thôi bây giờ xoay lại nha, xem điểm của mình bao nhiêu. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Ca Ư Zami là 82 điểm. Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai. Đầu tiên Khanh xin hỏi anh Khôi trước ạ. Em hát bài Bossa Nova này rất là hay. Anh thấy em feel trong cái bài này rất là tốt. Và cái nhịp nó cứ rất là đều đặn, rất là tốt. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Bỉnh Khôi ạ. Không biết tại sao người phụ nữ này hôm nay sao khó tính thế. Chị Hải Phượng. Tại vì hôm nay chị không cảm thấy cái hồn nằm ở trong cái bài đó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là tại vì chị là nữ giống em cho nên chị chưa cảm thấy. Nhưng mà chắc có hai anh trên kia cho 10 là chắc cảm thấy rồi đó. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng ạ. Không biết thì anh Nguyễn Hà có cảm thấy đồng ý kiến với chị Hải Phượng không ạ? Cái chuyện rằng là có cảm thấy cái hồn hay không, cảm đó là của riêng mỗi người. Cho nên là mình thôi tôn trọng cái cảm đó của chị Phượng đi. Nhưng mà đúng là hôm nay anh thấy em hát rất là phải nói là rất là thoải mái với lại cái nhịp này. Rồi em có thể lơi một chút, rồi em có thể
thả giọng những cái luyến em trải dài một chút để mà em thả được những cái chữ ra cho nó tự nhiên với cái nhịp nhạc này rất là gợi cảm. Một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Cơ Zami ơi, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho mình. Cảm ơn em đã cho chúng tôi nghe một bài hát rất là êm dịu, rất nhịp nhàng. Và tôi thích nhất là cái đoạn cuối, cái chữ mộ phần em hát rất là nũng nịu, rất là dễ thương. Xin cảm ơn em rất nhiều. Quỳnh thì nhận thấy là Cơ Zami hát ca khúc này tuy là gọi là vết thương cuối cùng, nhưng mà nó không quá, nói nhanh nước quy là không có thảm, nó không, quá nó không có đau khổ đến mức độ mà tôi phải chết đi được. Và thì thường thường người ta bảo ra là có nhiều cách chết. Dạ. Thế nhưng mà chỉ có tình yêu đó là cái cách duy nhất mà nó giết mình, nhưng mà nó không cho mình chết, nó cho mình sống ngất ngư để mà cảm nhận cái chết của nó. Em hát rất là nhẹ nhàng, cũng rất là tự tin. Một lần nữa chị Như Quỳnh xin chúc mừng Cơ Zami. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho Cơ Zami ạ. Thôi hy vọng rằng là ban giám khảo sẽ có ấn tượng với bạn, lát nữa tặng cho bạn 10 điểm, được không nào? Cảm ơn quý vị, hãy dành một tràng pháo tay cho Cơ Zami. Lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại cô ấy. Hôm nay với mục đích Cơ Zami hát bài này cũng muốn là cái sự đau khổ của nó nhẹ nhàng, nó bình thản chứ không nên quá đau khổ quá. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác trèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơ dầu cho tiêu hết mây trời, quan ơi khoan hò bó ghe mà nghiêng ngả ơ là hò. Không ai chống chèo, không ai chống chèo, ơ hò ơ hò là hò ơ. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác trèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơ nhậu cho tiêu hết mây trời, quan ơi khoan hò bó ghe mà nghiêng ngả ơ là hò. Không ai chống chèo, không ai chống chèo, ơ hò ơ hò là hò. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác trèo lên ta nướng ngô khoai. Hò ơ dầu cho tiêu hết mây trời, khoan ơi khoan hò bó ghe mà nghiêng ngả ơ là hò. Không ai trông chèo, không ai trông chèo, ơ hò là hò. Coi ban nhạc có tốn điểm cho bạn không nè. Xin mời, số điểm của ban nhạc là tổng số điểm của bài hát này của Tuấn Nghĩa là 88 điểm. Và tổng số điểm hiện tại của Tuấn Nghĩa 163 điểm. Đây là số điểm đã cộng lại số điểm của hai bài hát. Xin mời anh Trung, tại sao anh lại cho 9 điểm ạ? Cái phần mà cái phần cũng thấp của em đó. Đúng ra em mà em lên cao được mà. Đó, ban nhạc nó đang đưa em lên, cái tự nhiên em tụt xuống mà tôi không có tới đó, nó làm cái nó có lưng chừng nằm. Mà anh ơi, cái đó là em nó đã hoàn thành được cái thử thách là mà phải xuống cái nó thấp nhất và nó cao nhất rồi. Nếu mà làm tốt hơn thì là được con 10 số 10 dạ, rồi. Xin mời anh Chánh Thảo chia sẻ luôn ạ. À, phải công nhận là khi mà anh nghe em hát thấp á, anh đánh nhỏ lại, đánh thật nhỏ là để mọi người lắng nghe cái thấp nhất của em, thì rõ ràng là em có xuống thấp thật. Cái đó là
hết sức cố gắng của em. Anh rất chúc mừng em cái việc đó. Yeah. Cảm ơn anh Chánh Thảo ạ. Nốt thấp nhất của em xuống được là nốt mì rồi. Nốt nghe thấy là nốt mì rồi. Phải nói là trên sân khấu ở Việt Nam này rất ít người Việt Nam hát được xuống tới nốt mì. Cho nên là cậu này là một cái bản chất giọng khác mà hôm nay hát được như này là quá kinh khủng rồi. Wow. Cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Ban nhạc Việt Nam cũng ác thiệt. Giống như là đang uống nước nóng rồi bắt ngậm cục đá vô liền đó. Chị không ngờ được Tuấn Nghĩa mà xuống thấp tới nốt mì đến như vậy. Mặc dù đoạn trước em đang hát cao, thường thường hát cao trước thì nó dễ mất cái bottom. Nhưng mà em đã cố gắng để xuống, mặc dù nó non chút, nhưng mà em vẫn hoàn toàn xứng đáng với những số điểm mà ban nhạc Quyền Năng đã cho. Xin chúc mừng em. Anh cậu anh chị Nguyễn Quyền ạ. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ của ban giám khảo và những lời khen của ban nhạc. Chúc mừng Tuấn Nghĩa một lần nữa. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đường tình giờ anh một mình đánh lặng thinh, nhìn em bước về tay cầm tay vui đùa cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được nhẫn nại. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Đành vậy thế thôi, ân tình này vỡ đôi. Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Ta đã từng hứa yêu nhau đến muôn đời sau, anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lời những câu Sang. Chúng ta vừa đến với một sáng tác của Duy Cường, Ngắm Hoa Lệ Rơi. Không biết đêm nay chấm điểm bao nhiêu nè. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại để xem ban nhạc dành tặng cho Đào Ngọc Sang bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Chưa bao giờ mà nó tròn trịa chính như thế này. Xin mời tổng số điểm dành cho Đào Ngọc Sang. 81 điểm. Anh Nguyễn Hà thân mến, lần đầu tiên em mới thấy được sự đồng lòng của các thành viên ban nhạc. Anh Nguyễn Hà cũng khá bất ngờ đúng không anh? Đúng. Nhưng mà khi mà thấy đồng lòng quá, không biết là nó dấu hiệu sự nguy hiểm gì mới hay không. Cho nên cái này mình phải chờ một chút xíu nữa xem chuyện gì xảy ra trong đêm nay. Dạ trời ơi, nghe xong mà nó nguy hiểm quá. Có ai có nhận xét về tiếng hát quá tuyệt vời này không? Đây là một bài hát khá là nổi trên thị trường.
kiểu nhạc dễ nghe, nhưng để mà nói là hát nó có dễ hay không thực sự trên sân khấu này anh nghĩ là không phải là dễ đâu. Bởi vì cái quãng của nó cũng nhảy ghê lắm, em hát thì em biết. Thậm chí là cái người mà khá là vững về kỹ thuật như em, nhưng mà đoạn nhảy quãng đầu tiên á, cái sự liền lạc nó không có. Cái câu đó lặp lại lần thứ hai thì em làm tốt hơn là lần đầu. Đặc biệt là anh có nghe bài này một vài lần thì anh lại nghĩ đây là một cái phiên bản anh thích hơn. Anh cái cảm giác là thực sự là em có cái tình cảm của mình thực sự trong đây. Anh nghĩ là mọi người đồng lòng với nhau như thế này là em thành công. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách, và Khánh tin rằng tất cả các thành viên trong ban nhạc cũng sẽ đồng lòng với ý kiến này. Và quý vị ơi, 91 điểm là số điểm của Đào Ngọc Sang đã được cộng 10 điểm ở tuần trước. Bây giờ sẽ là những chia sẻ của ban giám khảo. Tuần trước chúng ta đã nói đến cái sự thông minh, vâng, của Đào Ngọc Sang. Thì bây giờ tôi bắt đầu thấy là chàng này thông minh hơn cái điều mà mình nghĩ. Tại vì từ mỗi ngày chàng mở ra thêm một chút cho mình thấy những cái mới. Và hôm nay thì em rất khéo léo, thông minh. Em làm vừa đủ. Xin chúc mừng em. Em hát tuyệt vời, đúng không ạ? Bài hát này thật ra là nghe rất là khó hát. Tại nó cái lời nó nhiều. Mà nó cái nốt nó liền liền nhau. Nhưng mà cách hát của em và cái biểu diễn của em, anh vẫn thích. Và đặc biệt là anh thích nhất là cái quần của em. Và nó cao cao giống quần anh này đó. Này mình phải thi qua ai sáng cao hơn ai. Và cái đáng khen của bạn này đó là những cái mà mình nói khó đó, vâng, thì bạn ấy làm một cách rất dễ dàng. Dạ. Nhẹ nhàng. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều đã dành những lời khen cho Đào Ngọc Sang. Một tràng pháo tay nữa cho Đào Ngọc Sang. Yeah, vậy là Sang cũng đã hoàn thành xong được ca khúc của mình rồi. Sang cảm thấy rất là vui. Kèm theo đó là bản thân mình phải luôn luôn thay đổi và luôn luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, những câu hò ý nhà thành bài ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường nắm cửa ô cổ kính, về đất quan họ hát mừng ngày hội linh. Ngẩn ngơ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngất ngây chùa Hương. Đến Huế rồi thượng dòng sông Hương, chờ đồng ban ngự bình, thăm lăng di tích thăm thiên mù, tóc thề dầm vai nghiêm nón qua trường tiên. Đêm trăng buồn trên bến vẫn lâu, ngâm câu mãi đây dòng ai nghe tham sầu. Bên đi bên nở ai mong chờ, xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ. Từ lúc khai hoang xuống miền lục tính xưa, cho hôm nay tương lai thêm sáng ngời, làm khắp bốn phương đến rồi không nỡ đi. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, thành phố xa qua xuống từ ba thế kỷ qua, giang đôi tay hoa khôi em đón mời. Sài Gòn hồn ngọc diễm đơn.
Tuấn Hoàng thân mến, đến với tập 6, tự nhiên Khánh thấy bạn hứng khởi hơn rất là nhiều. Và thực sự là đến bây giờ thì Tuấn Hoàng vẫn xúc động, nhưng mà cố gắng để mình nhập tâm mình hát thôi ạ. Và ngày hôm nay Khánh thấy được Tuấn Hoàng rất tự tin hơn hẳn những gì đã thể hiện ở vòng 1. Bây giờ chúng ta hãy cùng xoay lại xem số điểm dành cho Tuấn Hoàng. 1, 2, 3. Xin mời. Và tổng số điểm của Tuấn Hoàng là 73 điểm, đang xếp ở vị trí đầu tiên. Chúc mừng Tuấn Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những sự chia sẻ đến từ ban nhạc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách, người đã cho bạn điểm 9. Đối với riêng Hoàng Bách thì Bách cảm giác là bạn ấy làm cho mình cuốn hút từ đầu đến cuối. Rất là hân hoan. Không khí rất là phấn khởi. Dạ. Tưng bừng, kiểu như vậy. Bách thấy rất là thích phần trình diễn của bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hoàng Bách. Tiếp theo, Khanh muốn lắng nghe chia sẻ của chị Hải Phượng. Bởi vì là người trong nghề, nghe rất là nhiều nhóm hát cái bài này. Có nhiều nhóm hát ba miền thì phải là ba người, vì ba người đó mới có chất giọng riêng biệt. Yeah. Thì một mình bạn đã làm được điều đó và bạn làm khá tốt. Khá tốt nhưng chưa phải là tốt hoàn toàn so với cái lực của bạn. Cho nên là đối với Phượng là điểm 8 cũng là vừa đối với Tuấn Hoàng. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tuấn Hải Phượng ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Chúc mừng Tuấn Hoàng đã có một màn mở màn rất là thành công. Nếu mà bạn cứ tiếp tục tập trung tốt thì tôi nghĩ là những người theo sau bạn cũng khá mệt đấy. Có là một số chỗ em hát hơi bị mơ, và cái chữ cuối cùng, chữ đông á, em hát cho rõ ra miền Nam một tí nữa. Hồ Ngọc Diễn đông, đông, nó hơi, cái âm nó đóng lại, em hơi mở nó ra, thành ra nó hơi lai một chút xíu thôi chứ nó không nhiều lắm. Nhưng mà kể ra thì em đã có làm tròn cái bộ phận của một người con của Việt Nam, Bắc, Trung, Nam. Xin chúc mừng em. Anh nghe nói là bữa nay em khác với gương mặt nó đang nghiêm túc của em bây giờ. Em ra em hát là em thể hiện vui vẻ rồi, theo từng miền hết. Anh có lời khen em đó nha. Một lần nữa cảm ơn những sự chia sẻ và cũng như những lời chúc mừng của ban giám khảo dành cho Tuấn Hoàng. Cảm ơn Tuấn Hoàng rất nhiều.
Đêm nay Tuấn Nghĩa có tự tin với phần dự thi vừa rồi của mình không? Mình chưa được hài lòng lắm với chưa phần dự thi của mình vừa rồi. Lý do gì? Trên sân khấu cũng có thể là do mình hơi có một chút áp lực. Thế nên là mình hơi mất tập trung một chút. Hơi mất tập trung một chút. Có một chút áp lực, anh hiểu tại sao. Bởi vì ở vòng 1 tất cả chúng ta đều rất ấn tượng với tiếng hát của Tuấn Nghĩa, cho nên điều đó khiến bạn rất áp lực ở vòng này. Bây giờ hãy cùng Bạch Công Khanh xem số điểm dành cho Tuấn Nghĩa. 1, 2, 3, xoay lại. Wow. Và tổng số điểm của Tuấn Nghĩa là 76 điểm. Thứ hạng hiện tại của Tuấn Nghĩa đang xếp ở vị trí đầu tiên. Không có áp lực nữa nha. Tất cả mọi người vẫn yêu thích tiếng hát của bạn. Bây giờ hãy cùng nghe ban nhạc chia sẻ nhé. Khanh xin được mời anh Đăng Khoa. Với ca khúc này thì về cảm xúc đối với anh là anh thấy đầy đủ, trọn vẹn cảm xúc. Anh không có để ý tới lỗi. Trọn vẹn cảm xúc của anh Khoa mà 9 điểm là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Em cảm ơn anh ạ. Khanh xin hỏi anh Vĩnh Khôi ạ. Cái bài này anh thấy em làm rất là tốt rồi, nhưng mà anh không biết là em nói cái chỗ mất tập trung có phải là cái chỗ ở gần cuối bài không? Tức là nó lặp lại cái câu nữa đúng không? Mà có thể là em tưởng là xong rồi đúng không? Vâng. Nên là hơi bị ngập ngừng chỗ đó. Vâng ạ. Thì cho nên là anh đúng lý là anh định cho điểm 9 á, nhưng mà vì chỗ đó nên anh cho điểm 8 thôi. Dạ. Cảm ơn anh Vĩnh Khôi rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Tuấn Nghĩa. Tuy em có mất tập trung cái đoạn chót, nhưng em là cái người thể hiện cái ca khúc này, đó là cho người ta ăn từ từ, mới đầu vô nhẹ nhàng, rồi bắt đầu đẩy lên chút, cuối cùng cao trào. Cảm xúc nó không có làm cho người ta chán nản. Thì riêng anh thì anh thích phía bên này hơn, và anh muốn nghe anh Bách nói cái gì về ca khúc này. Đối với em, phần trình diễn này cũng cuốn hút không thua gì phần trình diễn mở màn. Nhưng cá nhân em thì bởi vì em mê cái giọng hát này quá, nên là em vẫn mong chờ bạn ấy làm nhiều hơn và đong đầy cảm xúc hơn. Bởi vì cái lớn nhất của chàng trai này khi lên sân khấu qua hai lần trình diễn mà em thấy á, thì là cậu ấy có cách hiểu về bài hát rất là riêng của mình, cảm được cái bài hát rất là tốt. Nhưng mà đáng tiếc là rõ ràng là lần này đối với em là không làm tốt bằng lần trước. Và em tin là nó sẽ tốt hơn, cho nên em mới cho điểm 9. Nên lúc anh Tài khen em vậy em hơi mắc cỡ chút xíu, em thuộc bên này. Em cảm ơn anh Bách ạ. Mình sẽ cố gắng và sẽ không để anh Hoàng Bách phải thất vọng thêm một lần nữa. Dù rằng bạn nói là bạn mất tập trung, nhưng mà tôi vẫn thấy bạn xử lý bài hát rất là tốt. Và chất giọng của bạn vô cùng đẹp. Và tôi mê mẩn giọng hát của bạn đấy. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Tuấn Nghĩa thưa quý vị. Tình yêu như nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang cô thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi đều trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát thiêu đời tôi. Một mai em nhé, có nghe thu về bên hàng lá khô, vòng tay ấm áp, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng pha. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi, em đã xa rồi, tôi vẫn đơn côi riêng một góc trời. Người yêu dấu xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu tìm, đâu thấy tìm, đâu thấy nữa, khi mùa đông ta
chiêm bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng ai. Hạ con nắng ấm thấy lòng, sao buốt xa gọi tên em ơi, trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Gọi tên em ơi, trong cơn mê này mình nhớ. Bây giờ được tròn lửa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được tròn lửa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng tròn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếp nối nhưng đang cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, thì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình. Khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng Chào, mình là Ca Uyami, là cô giáo mầm non tương lai. Khi ở lớp học thì Ca Uyami luôn là một người dịu hiền. Còn trên sân khấu thì Ca Uyami có một chút cá tính và mạnh mẽ. Đến với chương trình ban nhạc quyền năng thì Ca Uyami mong muốn rằng có thể chinh phục được ban nhạc và có thể chạm vào cái giải thưởng cao nhất của chương trình. Mong các bạn sẽ ủng hộ Ca Uyami nhé. Là thứ nhất.
loài hoa trong tình yêu của thế niên thiếu. Nhìn bầu trời heo đang xa, dù rằng mình chưa cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quen biết nhau một ngày, đời mang thi nhé suốt trong cuộc đời. Dù phút giây ban đầu và chút tiếc riêng. Chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc sông vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút tan thở đã chết yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Tìm đến hạnh phúc đây rồi, và đời là một bài thơ. Hạnh phúc tìm đến đây rồi, và đời là một bài thơ. Lần đầu tiên trong lịch sử của ban nhạc Quyền Năng. Alo, à, còn tốt. Đỡ quá. Thí sinh cuối cùng mà bốc lửa quá, hát xong là giục mic luôn. Thầy nói là cái đó là ta sống vô cái bài hát, thấy chưa? Thấy chưa? Có nhớ đêm nào? Quăng luôn hả anh? Ờ, à, không phải vô sao tình thôi, chứ phải ta cổ đồ nó cố ý. Không, quăng, chuột tay thôi. Kéo rồi. Ta tính làm vậy thôi. Ta tính là vậy nè, đó, đúng không? Ai vậy, chuột luôn. Hên quá, bài này chứ bài thẳng nó chết. Bây giờ chúng ta cùng xoay lại nha. 1, 2, 3, xoay lại. Anh xin hỏi anh Trung Sinh. Xin chào bạn, với một ca khúc như thế này thì anh nghĩ thì chắc tất cả các anh em ở nhà không ai mà đỡ lòng đào bấm đâu. Tại vì hát thứ nhất là quá hay, quá máu lửa, làm cho tất cả những khán giả hay là giám khảo ở trong hội trường ai cũng gần như là muốn nhún nhảy với bạn. Quá tuyệt vời, xin chúc mừng bạn. Quá tuyệt vời, cảm ơn anh Trung Sinh à. Với dòng nhạc Tây Nguyên núi rừng như thế này không ai hiểu hơn chị Phượng hết. Khanh mời chị Phượng. Chị phải cảm ơn em đã đến với chương trình này để truyền cái sức trẻ của em qua cái bài hát và qua cho tất cả mọi người. Khi em hát là tự nhiên chị cảm giác được là cái không khí trên này nó nóng lên và không khí cả một cái phòng khán phòng này nóng lên. Một lần nữa chị xin cảm ơn em về phần trình diễn quá tuyệt vời. Cảm ơn nghệ sĩ Tú Hải Phượng ạ. Rồi bây giờ Khanh xin hỏi anh Thanh Thảo ạ. Bây giờ anh đi xuống đây nè để cho gần gần. Anh chỉ góp ý một phần nhỏ, nhưng mà cái vấn đề đó là cái bài đầu em hát cái lời nó hơi bị mờ. Thì anh ráng anh để coi em có cải thiện được không, nhưng mà thực sự em làm rất tốt. Và cái khen của anh là em có một cái chất giọng rất đẹp, giống như là cái dáng của em. Ông ơi, cái loại nhạc này là nó đòi hỏi như vậy đó. Mày hát mờ ta lắng nghe. Rồi về sau cái nó mới bốc lên. Chứ giờ còn rõ ràng quá thì thôi, còn nói chuyện gì nói nữa. Dạ tại nó hơi mờ đó anh, chứ mà nó mờ quá là em bấm rồi. Cái này tôi nghĩ đó là chắc bạn muốn kiếm dịp, kiếm cớ bạn xuống đây rồi bạn. Đúng rồi. Bạn muốn xuống ôm thì tôi cho ôm đại cho à. Xong đi rồi đi. Đấy, cần đấy, em làm mẫu cho không? Xuống đây. Thôi, hôm nay em đủ qua ta rồi. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Cho tôi hỏi Ca Ư Gia Mi đến từ đâu? Dạ. Dạ em xin chào ban giám khảo và chào ban nhạc và chào tất cả khán giả ở đây. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Lâm Đồng. Vâng. Ồ, em có một cái chất giọng trời phú tốt. Và em hát nội lực, em hát với tất cả những cái cảm xúc. Với có thể nói kỹ hơn là em hát với từng tế bào của cơ thể em. Tôi rất thích điều đó. Xin chúc mừng em. Ôi, chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy ạ. Em anh đâu có cần phải cà lâm dữ cái vậy. Nốt gì? Cái đó thấy không? Cái nốt cuối cùng đó có cao quá không? Hơi cao.
đây là một bài thơ gì đó. Không cao đâu. Tại vì cô kéo cái mic ra mà. Đúng rồi. Mà cái đuôi của nó vẫn đúng nốt mà tôi nghe. Em xin chia sẻ một chút xíu là tại vì hôm nay á em cũng hơi cái giọng em đang bị cảm á. À mấy bữa nay bị bệnh, nó bị viêm họng. Sợ là có chuyện gì em đưa ra xa đúng không? Chứ anh thấy là em lên tới mà. Còn dạ, nói gì nữa quý vị, một tràng pháo tay lớn nữa dành cho cô Sophie. Chúc mừng bạn đã được bước thẳng vào vòng 2. Vui vì mình đã bước tiếp vào vòng trong. Cảm ơn ban giám khảo đã cho Tự Yêu Miên một cái cơ hội để thể hiện sức mình. Bạn khán giả ở vòng sau nhé. Chốn này phải chi hôm ấy em đừng đợi mưa đứng đây thì trong chiều nay em đã không nhớ thương ai qua mỗi đêm dài em đã không xót xa u hoài phải chi hôm ấy hiên nhà này không vắng người phải chi hôm ấy em đừng nghe anh nói cười nhìn mưa chiều rơi em đã tin có nhân duyên hai đứa tâm đầu em đã tin do trời xui khiến tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình ngập tràn nước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình như rượu say em ngất ngây mỗi đêm cùng với anh khiến em kiêu ngạo rằng với anh em là duy nhất mà em nào hay thế gian có bao nhiêu điều không ngờ từ ngày có em anh đã có ai kia từ bao giờ ngày không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau vết thương cào sâu em thét lên cho vài nỗi đau tình yêu đầu tiên đã mang đến cho em thật vô tình ngập tràn nước mơ em đã hiến dâng anh trọn tim mình tình như rượu say em ngất ngây mỗi đêm cùng với anh khiến em kiêu ngạo rằng với anh em là duy nhất mà em nào hay thế gian có bao nhiêu điều không ngờ từ ngày có em anh đã có ai kia từ bao giờ không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau vết thương cào sâu em thét lên cho vơi nỗi đau ngày không còn yêu anh nói đôi ta không hợp với nhau vết thương cào sâu em thét Phạm Mang Tuyền. Chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Phải Chi Em Biết. Ngày hôm nay bạn rất khéo nha, bạn kéo tóc lên phía trước, khoe hết bờ vai cho tất cả các anh ban nhạc thấy, bảo đảm điểm bạn sẽ rất cao. Tin Thanh không? Ôi, anh đừng nói vậy, mỗi lần em mặc vai trần là anh bắt hay cho em điểm thấp. Thì bây giờ mình quay lại kiểm tra nha. 1, 2, 3. Chúng ta nghe ý kiến của anh Công Thanh ạ. Em hát tốt, nhưng mà cái lỗi mà em mắc đó là
Khi mà ban nhạc dạo á, em vào hát cái tempo nó giật xuống 20 số, nó ra một cái style khác rồi. Cảm ơn anh Thanh ạ. Chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của người đàn ông rất khó tính, đó là anh Tấn Phong. Anh cho 9 điểm là tại vì em hát, giọng em hôm nay hát rất tốt. Nhưng những lúc lên cao, độ căng nó có, lực cái lửa trong giọng hát có. Nhưng mà cái điều là bị cái lỗi mà bị hát trì xuống, em hát ngắn gọn lại. Em xử lý cho nó đúng cái style gì thì nó càng hay hơn. Chút nữa là bạn được điểm 10 rồi đó. Không biết anh Bát có đồng ý kiến với anh Phong không ạ? Đội anh cũng bị phân vân giữa con số 8 với số 9. Bởi vì thực ra giọng của em hôm nay hát thì tốt, nó rất là hợp với những cái bài hát đau khổ. Bài hát có cái tự sự của một người đàn bà trong đó. Thì anh cảm giác được cái điều đó nên là anh nâng điểm của em lên. Chứ thực ra lúc em hát vào một cái nó đã bị sai nhịp rồi. Cái đó nó rất là tiếc. Bởi vì anh đánh giá rất là cao giọng hát của em. Cảm ơn các thành viên trong ban nhạc. Chúng ta hãy cùng xem tổng số điểm của An Tuyên là bao nhiêu nha. 71 điểm. Và thứ hạng hiện tại của An Tuyên là bạn đang đứng ở vị trí thứ 3. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Dạ, con mời cô Phương Dung. Vô câu đầu á, Tuyên hát cô Phương Dung không nghe rõ. Ráng cố gắng lần sau. Nhớ dù mình bỏ nhỏ cũng phải cho ban nhạc và giám khảo nghe mình hát, mình nói cái gì. Giọng rất là tốt, nhất là lên cao rồi kéo đi luôn. Chỉ có là trong cái bài chưa có truyền cảm có hồn. Cảm ơn cô Phương Dung ạ. Hôm nay em nhìn rất là đẹp, sexy, gợi cảm, đi đôi với lại cái giọng hát ma mị của em. Anh rất là thích, nhưng mà đúng là hôm nay em chưa có tìm được cái nhịp mà cái độ rớt xuống. Em hát nó bị đều đều, cho nên anh rất hy vọng là những cái bài sau em phải làm sao cho cái nhịp nè, cái nốt, tất cả cái hồn đầy đủ để mọi người dưới đây có thể feel cùng em, tại vì cái giọng em rất đặc biệt. Cảm ơn em. Cảm ơn ban giám khảo. Có lẽ là có một chút xíu áp lực, nó khiến cho mình không có thở được cái hồn nhiều vào trong cái bài hát. Nếu mà được vào vòng sau thì An Tiên sẽ cố gắng bình tĩnh hơn khi mà mình xử lý những cái đoạn tình cảm ở trong bài hát. Một lần nữa cảm ơn ban giám khảo và An Tiên rất nhiều. Buồn xong vẫn
Và đó là Kiên Quỳnh với một sáng tác của Quốc Dũng và Xuân Kỳ, Ngại Ngùng. Bây giờ chúng ta sẽ xem ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, xoay lại. Và tổng số điểm của Duyên Quỳnh là 72 điểm. Bạn đang đồng vị trí thứ tư cùng với Bảo Anh. Bây giờ đầu tiên xin mời ban nhạc. Xin mời anh Khôi đầu chương trình, nãy giờ thấy anh Khôi im lặng quá. Chúc mừng Quỳnh, anh nghĩ là Quỳnh làm bài này rất là tốt. Anh thấy những cái luyến lấy như vậy thì anh thấy hay quá, nên cho 9 điểm. Cảm ơn anh Khôi rất là nhiều. Anh Trung Sinh hãy nhận xét về tiếng hát của Duyên Quỳnh. Theo riêng của mình á, thì mình nghe phần đầu có vẻ là bạn đang bị áp lực nên hát rất là cứng. Còn có một cái phần rất là quan trọng là lúc mà khi mày vào điệp khúc á, nó là double beat lên là nó coi như là nó nhanh hơn. Mình không dùng cái phần, cái cách hát của cái phần A để hát vô B được. Tại vì cái phần B nó đã đúc nhịp lên rồi, nó nhanh hơn. Nên cái cách của cái phần B mình sẽ hát khác. Còn phần cuối bài rất là ok. Đó là chia sẻ của anh Trung Sinh ạ. Mình nghe ban giám khảo nhận xét nha. Chúc mừng em một màn trình diễn thành công. Cái điểm mà đáng khen nhất là cái tinh thần muốn làm hơn cái khả năng của mình. Và hôm nay em đã hát một cái thể nhạc mà tôi cũng hơi ngạc nhiên là em dám chọn bài này. Và điều này thì cho chúng ta thấy đó là nếu mà thật sự chúng ta để tâm, để trí vào để mà hoàn thành một việc tốt thì bất cứ việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Xin cảm ơn. Cảm ơn Duyên Quỳnh. Cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Một tràng pháo tay dành cho Duyên Quỳnh thưa quý vị. Những nhận xét của ban giám khảo ngày hôm nay có rất nhiều lời khen cũng như là những lời góp ý rất là thích hợp để cho mình có thể tự sửa đổi bản thân mình. Nhưng mà cũng rất may là lời khen vẫn nhiều hơn lời chê. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Duyên Quỳnh. Một chiếc áo rất đẹp, lại hở một cái bờ vai nữa. Bảo đảm điểm rất cao luôn. Bây giờ hãy cùng xem kết quả của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. Khoan xoay lại để Khanh coi trước á. Chết rồi. Sao vậy? Anh đang ở đâu đấy anh nè, mấy anh đằng sau nè. 1, 2, 3 xoay lại là 1, 2, 3. Xin chúc mừng Duyên Quỳnh. Bây giờ chúng ta hãy nghe anh Đăng Khoa chia sẻ à. Anh cười rất tươi ạ. À. Quỳnh à, hát cái ca khúc này tốt. Dạ. Dạ thôi. Dạ. Người phía trên anh cười còn tươi hơn nữa nè. Khanh mời anh Hoàng Thắng nè. Bạn Quỳnh thì hát rất là hay. Dạ. Cho nên là anh cũng say sưa rồi, anh cũng không nghĩ tới chuyện bấm luôn. Dạ. Cảm ơn anh Thắng ạ. À. Bây giờ chúng ta hãy nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi phải chúc mừng em. Hôm nay em hát thì rất là tươi. Nó giống như là một cái cây mà được chăm sóc đều đặn đó. Nó không bị thiếu nước. Sự hiện diện trên sân khấu của em qua cái bài trình diễn vừa rồi
Tôi có cảm tưởng như là em là một người nhà nghề chuyên nghiệp. Chúc mừng em. Mấy anh ở trên đó chỉ nghe cái giọng thôi, không có nhìn được cái diễn xuất của bà. Lúc mà bà hát cái bài này hay lắm, nó vô dữ lắm. Cái tên là thấy đẹp rồi. Em để ý ai tên Quỳnh cũng xinh hết á. Xinh đẹp là điều đương nhiên, còn hát hay nữa đúng không? Anh chúc mừng em nha, Duyên Quỳnh. Cảm ơn anh. Duyên Quỳnh ơi, bạn được vào thẳng vào vòng 2. Thưa quý vị, một tràng pháo tay dành cho Duyên Quỳnh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đặng Bảo Trân đến từ Biên Hòa. Và mỗi lần tham gia thi là mình lại bị cảm. Đã vậy còn phải thi đầu tiên nữa. Hy vọng là ban nhạc sẽ nhẹ thay cho mình và tất cả quý vị sẽ ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn. Chiều một mình trên phố hóng mát, tay hàng cây đông đưa theo nhịp bồi hồi. Thu về rừng rời bên chiếc lá úa cho lòng em mê man tư vương. Ngày nào mình trên phố có nhớ anh và em bên nhau vui đùa hàng giờ. Đây rồi kỷ niệm bên chiếc ghế đá trên hàng cây. Chiếc lá úa bay nhẹ trong không gian bao la cho đời em may mắn câu ca vang một thoáng thư thản. Có những lúc sẽ trả cho tình yêu trong em hoa đá, nếu anh làm chi ở thế gian. Cõi trong đời em đã cõi trong đời, mất nhau thật rồi em đã mất anh thật rồi. Như trong hận ghét xa nhau tìm quên. Mình em một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Trân ơi, Khanh hỏi thiệt nha, là thí sinh thi đầu tiên thì có hồi hộp không? Dạ hồi hộp lắm luôn á anh, bây rất giờ em vẫn còn hồi hộp nữa. Vậy hả? Khanh thấy là một giọng hát rất là nội lực, một phong thái rất là tự tin. Mình phải tự tin lên, đúng không? 1, 2, 3, quay lại. Không có một dấu chéo đỏ nào hết. Yeah, mình đã được đi tiếp rồi. Anh nghĩ là cái bài thi của em chỉ đạt được 99%. Anh nghĩ ở đây là các anh em ban nhạc không muốn bỏ lỡ một cái tài năng cho em. Biết em sẽ rất là hay, rất là giỏi. Chệch trạc một vài cái, chắc em mà mở màn cái chương trình tâm ra các anh hơi du di một chút. Em cảm ơn các anh đã du di cho em. 99% là được rồi. Bây giờ nè, đây là một ca khúc nhạc rock đúng không? Hát thì một cách rock rất là sôi động. Thì mình sẽ hỏi một người, một nhạc công mà am hiểu về phong cách này nhất. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Khi mà bạn cất giọng lên từ những cái ô nhịp đầu tiên á, mình thấy cái nét mặt các anh trên đây á rất là hài lòng. Bởi vì chúng tôi biết là người đi đầu tiên á lúc nào cũng chịu rất là nhiều áp lực. Và cái áp lực đó có thể làm cho mình loạng choạng ở những cái nốt đầu tiên. Nó rất là quan trọng nhất.
nhưng mà bạn rất là tỉnh, vẫn không có cảm thấy cái gì áp lực hết. Bạn làm rất là tốt và tôi hy vọng rằng là bạn sẽ không phụ lòng chúng tôi khi bạn bước vào vòng trong. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng rất nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng Khanh muốn dành cho anh Hoàng Bách ạ. Bạn Bảo Trân hát như vậy là đã hoàn hảo chưa anh? Chưa. Chưa, tại sao anh không bấm? Thực ra là anh tính bấm mấy lần rồi. Bởi vì anh nhìn thấy cái sự hơi run rẩy của em khi em bước ra và hát những câu đầu tiên. Ngay lúc đó anh đã tính bấm rồi, nhưng mà anh cứ tin vào cái trực giác của mình. Khi em cất giọng lên là giọng em có nội lực, em sẽ làm được tốt hơn nữa ở những phần sau. Càng về cuối thì em càng làm tốt hơn, đặc biệt là những cái đoạn mà nhịp khó đó em bắt vào được. Cái đó là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà hát chung với ban nhạc thì em làm được, cho nên là thôi anh rụt tay lại, em bỏ qua. Cảm ơn bạn Hoàng Bách rất là nhiều. Nhưng mà lần sau anh sẽ không dễ như vậy nữa đâu. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những sự chia sẻ của ban giám khảo dành cho Bảo Trân. Ông Khanh xin được phép mời cô Phương Dung trước ạ. Chào Bảo Trân. Cái nội lực của cái giọng em rất là tốt. Nhìn thấy cái sự điêu luyện trong cách em xử lý bài hát. Cái thứ hai là cái sự xúc cảm của em. Và cái thứ ba, ban nhạc và em có ăn rơ với nhau. Thành ra cô chúc mừng. Cho Vũ gửi một lời chào đến cô Phương Dung. Là tại vì Vũ rất là vui khi được ngồi chung với cô để mà ở trong cái chương trình này. Tại vì từ nhỏ mẹ Vũ đã có thể nói là đầu độc Vũ bằng nhạc cô Phương Dung rất là nhiều. Cho nên con chào mừng, con thay mặt mấy anh em chào mừng cô đến chương trình. Và hôm nay thì giống như là một ngày tựu trường vậy đó. Vũ cảm giác rất là vui sau một năm mới gặp lại tất cả những cái khuôn mặt của mấy anh chị. Và hôm nay cái bài hát đầu tiên mà mọi người gửi đến Vũ là một cái bài hòa âm quá tuyệt vời. Em có một cái giọng rất là sáng, rất là nội lực. Và đúng như hồi nãy mấy anh trong ban nhạc như cô Phương Dung cũng nói là hôm nay em chưa có khai thác hết được 100% cái khả năng của mình. Cho nên lần sau em phải cố gắng hơn nữa. Nhưng mà anh xin chúc mừng em được vào thẳng trong vòng tròn. Cảm ơn những chia sẻ của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ rất nhiều. Và Bảo Trân hãy lấy đây là những kinh nghiệm để mình trao dồi thêm trong những vòng thi tiếp theo. Một lần nữa chúc mừng Bảo Trân. Là muốn vỡ òa và rất là sung sướng. Trời ơi, xong rồi, khỏe quá. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường gian khổ. Mình đã gieo neo nghe chóng bể mưa. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mới khi yêu mà chẳng được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ chẳng biết, chỉ có đôi ta không giờ lý biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao.
Và đó là Đinh Trường với ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Vẫn trung thành với hình dạng một anh chàng rất lịch lãm. Số điểm dành cho Đinh Trường sẽ là bao nhiêu? Xin mời xoay lại. Đã vô giới thông này, em phải đột phá, phải có một cái gì mới hơn thì em mới đi sâu được nha. Bà này quá an toàn cho em, chưa thấy một cái gì để mà bật ra cả, nên anh để khung điểm trung bình cho em. Nếu vô được cái vòng sau, anh cần em phải một tả hết nha. Cảm ơn Minh Kha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Đinh Trường là, xin mời, 67 điểm. Đinh Trường đang xếp thứ hạng, đứng thứ hai sau Yến Nhi. Khanh xin mời cô Phương Dung. Mấy cái ông ban nhạc này kỳ quá, suối con người ta đi phiêu lưu không à. Bây giờ để an toàn cái đã, rồi vô mấy cái sau thì người ta mới có thể lột xác được như cái cô hồi nãy chứ. Chứ bây giờ mà biểu đổi khác rồi nó đổi không được, nó rớt làm sao? Mấy ông có đền bù được hay không? An toàn đi con, đừng có nghe mấy ông này suối dạy. Cảm ơn cô. Cái hòa âm này là chắc anh Minh Khang anh có một cái ý đồ là anh muốn cho em có một cái màu sắc khác, nhưng mà lại không quá xa với lại cái phạm trù hoạt động của em. Cho nên là anh đã đổi qua một cái nó hơi hip hop hơn tí xíu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Nhưng mà nói chung ra cái giọng em là em đã định hình được chính mình rồi. Thì cái đó là một cái điều đáng mừng chứ không có gì để đáng lo hết. Bây giờ em cứ an toàn giống như cô Phương Dung đã nói đi. Rồi xong rồi một vài vòng nữa em sẽ thử sức, em hát rock, em hát cải lương, em làm các trò cho anh. Nếu như vào vòng tiếp theo thì chắc chắn em sẽ thay đổi thể loại nhạc của mình. Mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em. Còn chị Phi Nhung ạ? Chị chưa có thấy một ca sĩ nào mà hát mà giống như là vừa hát vừa nói chuyện như em đâu. Em giữ cái style này, em đừng có thay đổi cho chị. Đó, thấy chưa? Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Một lần nữa cảm ơn Đích Trường. Xin chào mọi người, mình là Đức Thành, sinh ra ở mảnh đất Quảng Trị, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người thích ca hát từ nhỏ. Hôm nay mình đến với chương trình Ban Nhạc Quần Năng. Có lẽ mình là người lớn tuổi nhất. Mục tiêu của mình vào chương trình này thì muốn giành một cái kết quả nó khả quan. Mong các anh trong ban nhạc đừng bấm nút chéo cho mình. Bao nhiêu ân tình thuở nào
buông dưới chân cầu. Xin em yêu cho đời anh cành hoa đông gió dập vùi tháng năm. Duyên tình chúng mình trời đang ăn cách, thôi đành ngoan mặt từ đây hỡi em. Đừng gieo thêm nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đâu đó. Đức Thành với ca khúc Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Anh Thành thân mến, một giọng hát quá hay, quá cảm xúc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại xem các thành viên ban nhạc như thế nào nha. 1, 2, 3. Wow. Hát rất là tốt, không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái micro mai mốt cái giọng mình mạnh quá, nhích ra chút xíu. Như chỉ vậy thôi, không có gì hết. Ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn anh Phong rất nhiều. Còn anh Khang thì sao ạ? Mình nghe được rất quý về cái chất giọng này. Có hơi pha một chút xíu giọng của anh Ba trong đó. Mình nghe trong cái sâu thẳm trong cái giọng của anh rất là khắc khoải, rất là buồn. Anh đã thể hiện một ca khúc làm cho tôi cảm thấy miên man. Cái đoạn đầu tiên ra quá thì anh có vô hơi mạnh một chút. Nhưng mà lúc đó đang bận đàn rồi cho nên không bấm. Càng nghe đó thì cảm thấy rất là may mắn là mình đã không bấm, bởi vì càng nghe thì càng cảm thấy cuốn hút. Và lúc nãy giờ khi mà tất cả các anh chị đang nói thì Khanh nhìn trong ánh mắt của anh Thành có rất là nhiều những cái nỗi niềm muốn chia sẻ. Cuộc thi này thì Đức Thành cũng không biết, cũng vì một người con, lúc người con còn sống là đăng ký cho mình. Nó nói khi nào cũng muốn ba lên sân khấu lớn rồi hát cho con nghe, được mọi người, bạn bè con nghe, khi nào cũng hãnh diện về ba. Em kiểu hai thằng con, lúc mẹ đưa đi trung thu thì mẹ đã bị tai nạn mất, còn lại hai người con trai thì cũng nuôi con tới lên 20 tuổi. Thì vừa rồi, Tết vừa rồi cũng bị mất đêm 30 Tết. Cho nên thì bây giờ em đến chương trình này thì đem lời cả tiếng hát để cho làm vui khoái khỏa thôi. Không phải lúc nào anh cũng có một cái dịp để chia sẻ. Và Khanh tin chắc rằng ngày hôm nay anh đã đứng trên sân khấu này và hát, thì ở đâu đó con của anh sẽ rất là vui, bởi vì thấy ba mình đã thực hiện được cái mong muốn của mình. Hôm nay không phải vì em nói mà cô Phương Dung rất khen em. Cái bộ dạng em đi ra đó như là một ông giám đốc, nhưng mà khi em cất em ngâm 4 câu thơ thì cái ý nghĩ đó khác rồi. Em ngâm xuất sắc và em hát cái bài này rất hay, rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị Nhung rất là cảm động về cái câu chuyện của anh. Hèn chi em thấy anh hát bài hát này nó hay mà nó rất cái chiều sâu. Hãy cố gắng thêm. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn chị nhé. Tất cả cái cách anh hát, rồi cái giọng hát của anh, cái luyến lấy của anh, tất cả nó đều ở trong máu anh, nó đi ra. Cho nên là nghe nó rất là sướng. Và nhất là cái hơi của anh á, nó dài, dạ, dã man luôn. Có mấy câu anh hát xong anh luyến rồi, em tưởng là hết rồi. Không, anh còn luyến thêm mấy cái nữa, làm cho em rất là ấn tượng. Cho nên là em nghĩ là con anh bây giờ ở trên kia đang nhìn xuống ngay lúc này, đang rất tự hào về ba của em nó. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ba vị giám khảo rất là nhiều. Và thực sự là em không biết phải nói như thế nào nữa, bởi vì em là một người của gia đình. Em cũng có con trai và có vợ, và em yêu gia đình em rất nhiều. Em nghĩ là cũng giống như anh thôi. Và em có nghĩ đến những cái chuyện mà anh đã gặp, nếu nó xảy ra với mình thì mình có sống nổi hay không. Và thực sự là em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể vượt qua được. Nhưng mà anh đã vượt qua được thế này, thì em nghĩ anh là một người rất là may mắn. Và em tin là chị và cháu muốn anh tiếp tục sống và sống thật hạnh phúc. Tình cha mát như vầng thái dương.
ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Như hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng anh. Ngày đến đây thì mình cũng được rất là vui sướng, được ban nhạc, được ban giám khảo khen ngợi, được tỏa sáng một lần đầu tiên cơ hội. Chính vì vậy cho nên thì chắc mình cũng nghĩ là vợ với con mình ở chín suối chắc cũng rất là vui. Cho nên thì hôm nay đến đây thì mình cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin chào mọi người, em tên là Vũ Thị Châu. Mọi người nghĩ rằng em chưa 18. Oh no, Châu biết một điều rằng khi vào chương trình ban nhạc Việt Nam, Châu sẽ được thử nghiệm với dòng nhạc trữ tình và bolero. Và biết đâu rằng Châu sẽ là một người hát dòng nhạc trữ tình bolero lạ nhất trong chương trình thì sao? Mọi người hãy chờ xem nhé. Câu bé có biết đây là một cuộc thi của người lớn không? À, ai dẫn bé vô đây đi thi vậy? Má con dẫn vô thi. Má con dẫn vô hả? Rồi bây giờ hỏi nè, bé bao nhiêu tuổi rồi? Ra thì Châu 22 tuổi rồi đấy ạ. 22 tuổi rồi. Có ai ngờ là một cái thân hình nhỏ bé như thế này mà một giọng hát quá nội lực. Rồi bây giờ mình cùng quay trở lại để xem coi có dấu chéo nào xuất hiện không nha.
1, 2, 3, quay lại. Có 3 cái nút bấm cho Khanh hỏi tại sao một giọng hát hay như vậy lại bấm anh Thảo. Bởi vì khi em xuống thấp không có rõ lời, khi em lên cao thì rất tốt, khi xuống thấp thì em cũng phải để ý là em cũng phải hát rõ lời, tròn vành, rõ chữ thì nó mới đạt yêu cầu em ha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Tất cả mọi người anh đều để nốt hết, riêng một mình em là anh không biết viết gì luôn. Là tại vì thứ nhất là cái phát âm của em là anh ở Mỹ từ năm 9 tuổi nhưng mà anh không hiểu được một chữ nào, anh không nghe được một chữ nào ngoài trừ cái chữ zombie hết. Bẻ giọng nhiều quá đến nỗi mà anh không nghe được. Và cô Phương Dung cũng nhìn qua anh nói là con có hiểu gì không con nghe cổ hát tiếng gì vậy. Chị nghĩ là em vô cuộc thi thì không nên chọn cái bài hát này. Nhưng mà trong cái phần trình diễn con phải cho một cái điểm son 10 điểm. Ban nhạc đánh quá hay. Ban nhạc đánh mà tôi không thể trường phái này mà tôi còn muốn hát đó. Dạ cảm ơn cô Phương Dung. Anh sẽ cho em một cơ hội để không làm sáng ướp nữa. Bây giờ anh muốn em hát bằng tiếng Việt và thể hiện hết những cái tình cảm, cảm xúc em có thể bằng tiếng Việt. Cái bài anh chọn cho em hát sẽ là bài Nếu Em Được Lựa Chọn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. Em cảm ơn giám khảo. Rồi cảm ơn Vũ Thị Châu rất là nhiều. Và hãy cùng bước. Và đó là Kaozami. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, saxophone Quang Trung và nhóm bè TL. Trời ơi, đêm cuối rồi. Mặn mà đẹp quá. Mình có ban nhạc chấm cho mình bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3, xin mời. Tổng số điểm của Kaozami trong bài hát này là 83 điểm. Xin mời ban nhạc hãy đưa ra những nhận xét của mình. Dạ em mời anh Quang Trung chia sẻ luôn ạ. Người đứng gần Kaozami nhất trong tiết mục này. Anh là rất là thích được biểu diễn chung với em. Mà khi anh đứng dưới đó đó, anh cũng dùng cái tiếng kèn, cái tiếng hát của em, anh thấy rất là quyện. Và anh thích cái tiết mục biểu diễn của em, nên anh gửi tặng em 10 điểm. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Quang Trung ạ. Xin mời anh Nguyễn Hải cho chia sẻ của mình. Với phần trình diễn của em hôm nay á, thì cái mức độ hòa quyện của em với dàn nhạc á, càng ngày nó càng tăng lên. Có lẽ anh em đồng ý không? Sau cả một quá trình thì đến ngày hôm nay cái sự gắn kết trong lúc trình diễn nó rất là tốt rồi. Chúc mừng em. Dạ cảm ơn anh Nguyễn Hà rất nhiều. Đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà và một lần nữa cảm ơn các thành viên ban nhạc rất nhiều ạ. So với những lần trình diễn cuộc thi lần trước, bạn hát một ca khúc rất là dịu dàng, êm ái, đúng không anh Chí Tài? Đúng. Và hát nội lực, nhưng mà bạn biết cách hát, cách ém hơi như thế nào đó, chứ không phải là phải kiểu nào bốc lửa giống như những lần trước nữa. Không, bạn hát rất nhẹ nhàng, cho nên là tôi thấy kỳ này bạn lại rất đa dạng. Cái bài hát này là lần đầu tiên tôi được nghe, thì tôi có cảm tưởng là bài hát này chắc là em thích nó nhiều. Nhưng mà toàn cái bài hát đó, lắng nghe cái lời của em nó hơi bị mờ, nhất là khi mà ban nhạc bắt đầu xây nó lên thì lúc đó nó có cả bè nữa, nhưng mà đáng lẽ lúc đó em phải ở trên, thì lúc đó em hòa quyện với tất cả. Tôi nghĩ là em có thể làm hơn được. Xin cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Đức Huy và một lần nữa chúc mừng Kaozami đã hoàn thành phần dự thi đầu tiên của mình và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thú vị đến từ ca khúc tiếp theo của Kaozami. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Kaozami thưa quý vị. Thank you.
vàng cây lá bay, đôi tay gầy guộc mang suy tư về. Này đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến bên em, vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Tôi máu đỏ da vàng vì tôi
trong giấc mơ về. Rồi mai thức tỉnh cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó bởi thói đời hay miệt thị còn hoang. Rồi mai thức tỉnh cơn mê, tôi cam chịu đời gian khó bởi thói đời hay miệt thị còn hoang. Và đó là Đinh Trường. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho Đinh Trường bao nhiêu điểm nha. 1, 2, 3. Em quay lại được 3 điểm 10 từ em rất là hạnh phúc. Và em xin cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Một tiếng hát quá lay động cảm xúc. Khanh xin mời anh Hoàng Bách. Thực sự em hát 2-3 câu đầu là anh muốn khóc rồi. Anh ít nghe dòng này lắm. Anh ít gặp được những cái giọng hát tự nhiên như này. Nhưng mà tự nhiên này là có kỹ thuật trong đó chứ không phải là tự nhiên không. Hơi rất là đầy đủ. Nếu các bạn có để ý thì là câu cuối dài như vậy, bạn lấy có một hơi. Và anh cứ chờ xem ông này có hụt hơi đoạn cuối không thì hầu như không hụt. Và những cái đoạn lên cao rất là thoải mái, rất là tình cảm. Có đôi khi là mình cũng hơi, có những lúc mình trách cha, trách mẹ là vì những chuyện này chuyện kia trong gia đình. Nhưng bây giờ thì mình thấy là mình quá may mắn rồi. Và thực sự là tự nhiên cái bài hát, một cái bài hát rất đơn giản của em thôi, nó làm anh có quá nhiều cảm xúc như vậy thì không có lý do gì là anh không cho 10 điểm cả. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Và ngày hôm nay Đinh Trường lại mang đến một hình ảnh rất lãng tử, vừa ôm đàn guitar vừa hát. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của nhạc trưởng, nhạc sĩ Minh Khang. Tập 10 hôm nay sao mà nước mắt thí sinh nhiều thế nhỉ? Dạ, và rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Anh muốn ca khúc này em đừng hát cách kỹ thuật, đừng xử lý một cái cách gì nó bolero lắm. Em cứ làm đơn giản mộc mạc, càng chân chất bụi đời thì nó sẽ càng ra ca khúc này. Bởi vì ca khúc này anh Hồng Phương Long anh viết theo ý tưởng của anh. Những cái lời của anh nói, anh Hồng Phương Long anh chắp cánh cho em viết cho ca khúc này. Những đứa con hoang khi cha mẹ sanh ra bỏ đi. Và trong cuộc đời này không ai chọn được cha mẹ mình, không ai chọn được nơi mình sinh ra, không ai chọn được anh chị em. Thì em làm sao em hát được, toát lên được cái hồn phần đó thật đơn giản. Và em làm được cái điều đó rất là mộc. Cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Minh Khang ạ. Bây giờ sẽ là chia sẻ đến từ anh Tấn Phong. Anh Phong nãy có khóc không? Hả? Không. Không có khóc hả? Anh đang khóc lắm. Có khóc lắm. Thật sự là em hát bài này là chinh phục anh rồi đó. Yeah. Anh hiểu về cái giọng này rất là nhiều á. Nhưng mà em hát bài này... Bình thường anh Phong nhận xét là hay có chữ nhưng lắm. Bữa nay đặc biệt không có chữ nhưng. Có nhưng. Có nhưng. Bình thường anh hiểu cái dòng này rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay anh chắc là nhưng là không hiểu anh. Nhưng mà vẫn điểm 10. Hôm nay á, em đã làm cho anh lay động được anh. Để anh không có điểm nào anh chê em được hết. Cảm ơn anh Phong ạ. Cảm ơn anh Tân Phong ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe số điểm của Đinh Trường là... Xin mời. 81 điểm. Em xin cảm ơn ban nhạc. Và thứ hạng hiện tại của Đinh Trường là vị trí thứ 4. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Khi em hát bài hát này, Vũ cảm giác như em đang kể câu chuyện của chính mình. Và cái đó không phải ai cũng làm được. Có nhiều người hát rất hay, giọng rất tuyệt vời, nhưng mà lại không bao giờ có thể kể chuyện một cách đi thẳng vào lòng người như vậy. Và cái kiểu hát như thế này, cái kiểu mà kỹ thuật mà như không kỹ thuật, các anh chỉ có thấy có vài người có được. Và hôm nay em làm lay động trái tim của anh khi nói về cái câu chuyện của một người con hoang mà phải chấp nhận cái số phận của mình. Từ chân thành của em, cái truyền cảm của em là không có một cái kỹ thuật nào có thể lấp được hết. Cho nên là anh chúc mừng em đã có một cái tiết mục, anh có thể nói là tiết mục hay nhất của em từ trước tới giờ. Em xin cảm ơn anh. Người mà cầm cái đàn hát nó rất là khó chứ không phải dễ đâu. Mình chọn thêm một cái nhạc cụ đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình. Nhưng mà bữa nay nhìn cái một cái hình dáng mà nhỏ nhỏ mà mặt dễ thương như vậy, cầm đờn hát rất là mộc, rất là gần gũi và đem lại cảm xúc rất rất nhiều từ cái bài hát Con Quang của em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài ạ.
Đó là những chia sẻ của ban giám khảo dành cho Đinh Trường. Xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa cảm ơn Đinh Trường. Chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Người ta nói sáng tác của Nguyễn Hoài Anh và Tôi Không Tin, nhạc ngoại lời Việt của Quang Huy. Hôm nay bạn chọn một chiếc áo rất là đẹp và hở một cái bờ vai rất là gợi cảm như thế này. Khanh nghĩ là ban nhạc sẽ cho bạn điểm rất là cao. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem số điểm của ban nhạc dành cho Duyên Quỳnh. 1, 2, 3, sư lại. Tổng số điểm dành cho Duyên Quỳnh 70 điểm. Số điểm này thì hơi thấp so với những gì Quỳnh dự tính. Rất mong là sẽ nhận được một điểm 10 nào đó từ ban giám khảo. Và nếu như được 3 điểm thì tốt quá. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và vị trí hiện tại của Duyên Quỳnh là đang đứng ở vị trí số 2. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Quang Trung. Bài này anh rất là xúc động, rất là hay. Nhưng mà cái phần xuống thấp của em đó nó còn hạn chế lắm, anh chưa nghe, ráng nghe nó chưa được rõ lắm. Chỉ một cái điểm chút xíu vậy thôi đúng không anh Trung? Sao anh thắng cho 7 điểm ta? Vấn đề là giống như anh Trung nói á, mà những cái nó xuống thấp của em cũng hơi mờ. Yeah. Và lần đầu em mạo hiểm cái vấn đề mà em feel những cái nốt mới nó hơi cao, cho nên là có những lúc em hát không có tới, có những đoạn em hát không tới thì em chỉ giật lại. Đúng chưa? Cho nên là điểm 7 dành cho em. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Thắng ạ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những chia sẻ của ban giám khảo. Như Quỳnh đồng ý là khi bạn hát những cái nốt thấp nó bị mờ quá và nó cũng kéo dài hơi lâu, cho nên là nó bị lơ lửng và nó non. Và cái khi mà đoạn bạn lên cái cao trào mà tôi có cảm giác nó hơi nghe nó hơi bị đột ngột một tí. Nhưng đương nhiên về cái mặt mà trình diễn của bạn tôi rất là hài lòng. Bạn rất là tự tin và chất giọng của bạn rất là tốt. Cái nốt thấp nó xảy ra ở đâu? Nó xảy ra từ cái bài số 2. Và chính cái bài thứ 2 này nó làm em bị mất điểm. Và nhất là một cái điểm mà quan trọng về cái sự mà chưa thành công của bài này là gì? Rất ít người có cái kiến thức rõ ràng về thế nào là feel. Feel là mình chỉ được hát những cái nốt ở trong cái hợp âm đó mà thôi. Cái feel mình phải nắm chắc trên tay trước. Mình tiêu là mình biết là mình sẽ tiêu bao nhiêu, tiêu lúc nào và lấy hơi ở đâu, cái nào mạnh, cái nào nhẹ. Mà không cần phải feel 8 ô không, bây giờ bạn chỉ cần feel 2 nhịp thôi. Nhưng mà nó đâu ra đó thì là người ta nghe người ta sướng. Dạ. Yeah. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho Duyên Quỳnh và lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cô ấy nhé.